Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe lời trần tình của một cựu công giáo Bắc Kỳ di cư và từng bị tù cải tạo 7 năm sau năm 1975. Tác giả này hiện giờ ở hải ngoại mà cũng là người điều hành ba cái diễn đàn thư tín là diễn đàn dân tộc tự do ngôn luận và dân tộc tự quyết. Thì bức thư sau đây tác giả đã gửi ra các diễn đàn thư tín nhiều lần rồi để trả lời một số luận điệu của một vài thành phần hoạt động chống cộng đó. Họ đã thay nhau tuyên truyền nhiều năm trên các diễn đàn, và mỗi lần như vậy thì tác giả này đã phải gửi cái bài tương tự như tôi sẽ đọc cho quý vị nghe sau đây. Và tôi xin để nguyên cái nguyên văn để quý vị thấy cái ánh nhìn của một cựu công giáo Bắc Kỳ di cư từng ở tù cải tạo và sống ở hải ngoại từ lúc sang đây đến nay. Xin nhắc lại cái lời tựa là lời trần tình. Tác giả ký tên là An Nam, gửi ra ngày 21 tháng Giêng từ hồi năm 2017. Các nhân sĩ làm ơn phổ biến những cái điện thư có tính cách, có ý nghĩa tương tự như điện thư này là một trong những đóng góp cần thiết cho dân tộc, nhất là trong thời gian này, thời gian mà đất nước có thể đi vào một bước ngoặt mà chế độ Cộng sản sắp có. Chỗ này xin mở một cái dấu ngoặc là theo cái góc nhìn của tác giả vào năm 2017, có lẽ là dựa theo dư luận nào đó, thí dụ như hiệp ước thành đô gì đó của những cái người hải ngoại tung ra. Nhưng mà cái chủ ý của tác giả đó là chú ý tới thành phần Việt Giang. Được nêu ra trong chuỗi điện thư này chỉ có hai con đường để đi. Thứ nhất là trở về với dân tộc. Thứ hai là nếu không thể hồi đầu thì phải được tách rời khỏi đại khối dân tộc vì sự nguy hại mà cha mẹ, ông bà họ đã và sẽ tiếp tục làm cho dân tộc mình. Có lẽ một số người không dám thừa nhận một điều, đó là đa số người ta đã lựa chọn điểm 1 ở trên. Điểm 2, dù lực bất tòng tâm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và vẫn còn tùy vào vận mệnh của dân tộc mình, có đủ sức để vượt thoát khỏi vòng kềm tỏa đau đớn này không thôi. Hai điểm A và B dưới đây cần được hiểu minh bạch. Thứ nhất, đoàn kết dân tộc thì không thể đoàn kết với Việt Gian. Thứ hai, tách thành phần Việt Gian ra khỏi đại khối dân tộc thì không phải là chia rẽ. Tại vì mỗi một lần mà chúng tôi tranh cãi về vấn đề thành phần nào là dân tộc và dành cái phần chính nghĩa cho phe cách mạng ở miền Bắc đó, thì chúng tôi bị liên tiếp họ cứ đem cái vấn đề chia rẽ ra. Thành ra cũng giống như chúng tôi, tác giả này cũng nói là tách cái thành phần Việt Gian ra khỏi dân tộc thì không phải gọi là chia rẽ. Sang phần kế, ông ta đánh thẳng về vấn đề, nhắm thẳng về vấn đề. Về cá nhân ông Ngô Đình Diệm, đọc những bài viết nói về cá nhân ông Ngô Đình Diệm, tôi xin được viết ít hàng cũng trong phạm vi cá nhân ông Ngô Đình Diệm. Thưa, xin phép mở ngoặc đây chút, tác giả này không phải là chuyên môn viết sử hay gì cả. Ông chỉ nhờ đọc các tài liệu chúng tôi gửi ra mấy chục năm trước, và dần dần thì ông tự ý, ông thay đổi từ con chiên Bắc Kỳ di cư chống cộng sang bây giờ chống lại những người chống cộng. Thì quý vị cũng hiểu cho như thế đó. Thành ra ông chỉ nói lại những cái điều mà chúng tôi đã chứng minh trong những cái tài liệu của chúng tôi. Mặc dù ông viết không có cái, không thể hiện cái cách như vậy, chúng tôi khi đăng đó thì chúng tôi có đưa ra những cái link dẫn chứng. Viết là cho công luận gồm cả người già, người trẻ, và tôi tin rằng mọi người đều đã biết. Tôi chỉ ngắn gọn, ai chưa biết rõ thì cứ vào lục tìm trong các website, và tôi cũng không làm chuyện lấy thúng úp voi để hướng dẫn thế hệ sau đi hoặc tiếp nối vào con đường sai trái nhục nhằn. Thứ nhất, chung quanh cái năm 1945 đó là thời Pháp thuộc. Đất nước mình đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới vì đang nằm trong tay giặc Pháp, và dĩ nhiên là mẫu quốc là nước Pháp. Vua Bảo Đại thoái ngôi, trao ấn kiếm của triều đình cho Việt Minh, chấm dứt thời nhà Nguyễn. Ông Bảo Đại trở về làm thường dân nước Việt. Việt Minh nắm chính quyền,
và ngày 2 tháng 9 năm 1945, họ thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, Việt Minh phát động toàn dân chống Pháp, vẫn đang thời Pháp thuộc nhé. Và 9 năm sau, họ thắng giặc Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954. Và cũng dĩ nhiên, lúc đó nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Thế rồi, nhưng lại một chữ nhưng nữa. Ngoại bang, đây là cái đoạn số 2. Ngoại bang dựng Thường Dân Bảo Đại lên, trở lại lên làm quốc trưởng, tương đương với tổng thống bây giờ đấy. Và theo đúng chương trình, ngoại bang lần lượt đưa ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng cho quốc trưởng Bảo Đại, để thủ tướng Ngô Đình Diệm trước phế Bảo Đại và lên làm tổng thống. Năm 1956, Ngô Đình Diệm từ chối tổng tuyển cử cả nước như quy định của Hiệp định Geneva. Và lại theo đúng chương trình của ngoại bang, Ngô Đình Diệm lập ra nước Việt Nam Cộng Hòa từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau, chia đôi đất nước và có người gọi đó là mình có hai nước Việt Nam. Thật ra là chúng tôi đã đề cập giải thích về cái vấn đề pháp lý và tình dân tộc, nguyên nhân đầu tiên thế nào làm Ngô Đình Diệm về làm tổng thống thì quý vị không thể nào nói là hai nước Việt Nam cả. Nhưng mà đây là một vấn đề khác. Dẫn đến cuộc chiến 20 năm làm điêu tàn đất nước vốn đã mấy trăm năm tang thương kiệt quệ trong cuộc chiến chống giặc Pháp và vừa đuổi được giặc. Dân Việt Nam không ai bầu cho ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống cả. Ông ta là người của Mỹ đưa về. Danh có chánh thì ngôn mới thuận. Đoạn văn số 2 ở trên là một sự thật không đảo ngược được. Nếu nó đảo ngược thì ông Ngô Đình Diệm có thể là một chí sĩ. Đại loại, giả sử là đa số dân Việt Nam không cần toàn dân yêu cầu ông Bảo Đại trở về, và ông Bảo Đại trở về theo ý nguyện của đa số dân Việt Nam, tức là đây là cái sự giả sử thôi, mà sự thật là như ông đã nói rõ là ngoại bang họ đem về chứ không phải là do dân đưa lên. Đó. Theo ý nguyện của đa số dân dân Việt Nam rồi bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, rồi vì tình hình đất nước mà ông Diệm phải trước phế Bảo Đại, rồi tổ chức bầu cử mà đa số dân Việt Nam bầu ông Diệm làm tổng thống, thì tất cả những cái đó là giả sử cả, thì cái đó mới gọi là danh chánh ngôn thuận. Và như thế thì ông Diệm vẫn có thể là một chí sĩ, dù cho cha của ông và ông nội của ông từng là Việt gian theo giặc Pháp, gây biết bao tang thương cho dân Việt. Tức là nếu mà bỏ hết tất cả những cái vấn đề tội của ông cha gia đình của ổng đi nữa, mà ổng vẫn có thể là chính danh nếu ổng là do toàn dân đưa lên vì lý do gì đó. Đằng này từ Bảo Đại xuống tới Ngô Đình Diệm là cả một sự sắp xếp của ngoại bang, thì do đó là ông phủ nhận những cái danh từ mà chí sĩ, mà cái bọn người mà ổng gọi là Việt gian đó, xưa nay cả gần nửa thế kỷ nay cứ cứ ca ngợi mà không có cái logic trong đó chút nào hết. Đây là một lỗi ô nhục cho Việt Nam mình, một đất nước nhược tiểu phải chịu sự sắp đặt tùy tiện của nước mạnh. Xin đừng nhắc đến ông Diệm như là một tổng thống của đất nước tôi. Từ tiểu học, những bài công dân giáo dục đã dạy rằng sĩ khả sát, bất khả nhục. Ta làm quỷ nước Nam, ta thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc. Đó. Nghĩa là đây là cái lời của ông nhà ái quốc Trần Bình Trọng mà chúng ta học sử đều biết. Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc, mà làm vương đất Bắc tức là không có làm vương cho ngoại bang, tức là làm cho Pháp, cho Mỹ, cho Vatican. Đó. Đoạn số 3. Đời loạn thế, con người không còn biết nhục khi làm việc gian. Một Việt gian dù có đóng tuồng anh minh giỏi đến đâu đi nữa thì vẫn là một Việt gian. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Đoạn số 4. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ông Diệm đã chết, hãy để cho ông yên nghỉ. Bây giờ đến cái đề tài nhỏ khác mà ông cũng kèm vào trong cái bức thư này. Đó là ông trả lời cho một cái nhận xét của một cái nhân vật tên là Vũ Linh Châu, mà người ta nghi ngờ ông này là tu sức hoặc là một ông linh mục. Nhưng mà xem như chúng ta bỏ qua cái chi tiết đó, chúng ta chỉ xem đó là một cái nhân vật Vũ Linh Châu thôi. Và dưới đây có cái thư, cái nguyên văn, cái thư của ông Vũ Linh Châu gửi ra ngày 3 tháng 11
năm 2016. Ông ấy nói rằng xin góp một ý về ngày 2 tháng 11 năm 1963 là âm mưu nham hiểm nhất hiện nay của Việt Cộng là đồng hóa Ngô Đình Diệm với Công giáo Việt Nam, ký tên Vũ Linh Châu. Thực ra cái nào mà họ không có đồng lòng, không đồng ý đó, họ cho rằng cái âm mưu của Việt Cộng, chứ thực ra là tất cả những cái vấn đề này nó thuộc về lịch sử mà không có dính líu gì tới Việt Cộng cả, mà chính chúng tôi là những người ở hải ngoại từ bấy đến giờ, từ 7 năm 75 tới bây giờ, và chúng tôi cũng tìm ra được những cái tài liệu để chứng minh là không thể nào mà tách rời ông Diệm ra khỏi Công giáo được hết. Và sau đây là cái góc nhìn của ông đã chứng minh. Nhưng làm sao có thể tách rời Ngô Đình Diệm ra khỏi Công giáo Việt Nam? Ông ta là người Việt Công giáo mà. Nhân đây tôi xin nói vài lời về việc này, nói có đầu có đuôi, cũng xin hết sức ngắn gọn bằng cách nói rất bình dân, làm cho bất cứ ai cũng hiểu và không cần phải tra cứu sách vở tài liệu. Dân tộc Việt Nam chống giặc Pháp mấy trăm năm trước khi có Việt Minh, mấy trăm năm tang thương trong việc chống giặc Pháp và cuối cùng mất nước. Đến giai đoạn cuối năm 1945, Việt Minh cùng với cả dân tộc chống giặc Pháp thành công. Sau 9 năm 1945 tới 1954, trận Điện Biên Phủ, Việt Minh sau đó gọi là Việt Cộng, là Cộng sản Việt Nam. Như thế dân tộc tôi, bây giờ ông đổi sang là dân tộc tôi, là vì ông hòa mình với cái sự thành công của Việt Minh sau khi đánh giặc Pháp, và từ nay ông gọi là danh từ là chúng tôi, là thay mặt cho toàn dân, là toàn dân tộc đứng về phía chống giặc, chống ngoại xâm. Như thế dân tộc tôi chống giặc Pháp đã mấy trăm năm trước khi có Việt Minh và giặc Pháp gọi chúng tôi là giặc, là kẻ thù, và lùng sục bắt bớ, chém giết, bỏ tù đầy đọa đồng bào chúng tôi ngay trên đất nước của chúng tôi. Khi chiếm được đất nước chúng tôi, họ, tức là giặc Pháp, chính thức thành lập các đạo quân như lính khâu xanh, lính khâu đỏ, lính commando, là gọi là lính Lê Dương. Những đội quân này hoàn toàn là người Việt theo Thiên Chúa giáo, thời đó gọi là Công giáo. Và những thực ra thì cái chữ Công giáo này chỉ mới phát xuất từ thời ông Ngô Đình Diệm thôi. Còn trước kia đó thì chỉ có cái đạo Công giáo La Mã, Thiên Chúa giáo La Mã ở Việt Nam, và người ta thường gọi những cái người theo đạo đó là đạo Thiên Chúa thôi. Và sau này đó thì sau khi mà ông Diệm áp đặt cái tên Công giáo cho cái đạo Thiên Chúa giáo La Mã ở Việt Nam đó, thì sau này thời Mỹ vào đó thì có cả Tin Lành tràn vào, và nhiều đạo, nhiều chi nhánh của Tin Lành, thì do đó là cái danh từ Công giáo La Mã được xài chính thức cho cái đạo mà của ông Diệm theo đó. Lặp lại, những đội quân này hoàn toàn là người Việt theo Thiên Chúa giáo, và những đội quân này chủ yếu đi bắt bớ tiêu diệt những người Việt chống giặc Pháp, đặc biệt là đội quân Lê Dương, là đội quân hung thần. Họ còn dám ăn gan uống máu chúng tôi, tức là những người chống giặc Pháp, như nhiều tài liệu đã ghi nhận. Dân tộc tôi thời đó, ở đây là cái hình mà chúng tôi nhặt được, những cái hình lính khố xanh, khố đỏ trong cái tài liệu của ông Nguyễn Tấn Lộc, ông thu thập và do nhiều người gửi tặng, nhiều người Pháp gửi tặng cho ông. Dân tộc tôi thời đó, miền Bắc nhuộm răng đen ăn trầu, mặc áo dài khăn đóng, miền Nam với bộ bà ba, búi tó củ hành, ăn trầu với khăn rành, quấn cổ, hiền hòa, lam lũ với việc đồng áng và bám chặt lấy quê hương mình. Những người theo giặc Pháp, tức là Việt gian, thì hết tóc ngắn, mặc quần tây, áo sơ mi, đi với tay, cuộc sống văn minh, với bơ sữa, quyền thế, và coi chúng tôi là một dân tộc chậm tiến, ngu muội, mê tín dị đoan, như thờ cúng ông bà, thờ bụt, thờ Phật, và họ theo mẫu quốc là nước Pháp của họ, và họ thờ Thiên Chúa. Họ cũng luôn luôn nhớ ơn và cảm ơn thực dân Pháp. Trước khi người Tây Dương đi đánh chiếm thuộc địa thì tổ tiên của quý vị cũng giống như chúng tôi hiện nay thôi. Từ đó cho đến bây giờ thì coi nhau là kẻ thù, và chúng tôi coi quý vị Thiên Chúa giáo rất xa lạ, như là chỉ cùng ngôn ngữ, cùng vóc dáng, nhưng không phải người Việt. Ở đây quý vị có thấy cảm động không? Bây giờ khi người Công giáo và quay về với dân tộc, và xem những người Công giáo khác gọi là Thiên Chúa giáo rất xa lạ,
Tôi đọc tới đây thì tôi chợt nhớ tới cái xúc cảm của chính tôi. Tự nhiên coi người Thiên Chúa giáo như là người xa lạ. Chống giặc Pháp phải chống ba đội quân người Việt theo giặc Pháp. Thật sự là tôi rất xúc động. Như vừa trình bày thì chống giặc Pháp đầu tiên phải chống ba đội quân người Việt theo giặc Pháp là lính Khố Xanh, lính Khố Đỏ và lính Lê Dương, mà toàn bộ họ đều là người Việt theo Thiên Chúa giáo. Như thế dân tộc Việt và người Việt theo Thiên Chúa giáo đã có mối thù từ mấy trăm năm trước và kéo dài đến tận bây giờ. Chống giặc ngoại xâm tức là Pháp, Mỹ thì phải đương đầu với lính Khố Xanh, lính Khố Đỏ, lính Lê Dương và chống người Việt theo Thiên Chúa giáo, tức là chống giặc ngoại xâm. Đấy quý vị, để ý câu này mạnh mẽ. Ông ấy khi quay về với dân tộc rồi thì ông xem người Thiên Chúa giáo là giặc ngoại xâm, là đi theo ngoại xâm. Ở đây á, là cũng liên hệ đến cái chữ mà những nhiều người lầm họ họ gọi là nội chiến. Thì theo cái câu này đó là quý vị nhận thấy là khi mà một người đã thật sự mà theo dân tộc rồi đó, thì xem những người mà theo Thiên Chúa giáo là theo giặc, là theo pháp đó, là họ là một thứ giặc ngoại xâm luôn, chứ không phải là người trong nước nữa. Do đó là khi mà dân tộc mà chống giặc ngoại xâm và họ cứ theo giặc như thế đó, và thì chúng ta vẫn lại gọi là chống ngoại xâm chứ không phải là nội chiến nữa. Cuối cùng đến năm 1954, dân tộc chúng tôi thắng giặc Pháp. Ngoại bang chủ yếu là Mỹ dùng sức mạnh quân sự để giữ miền Nam qua Hiệp định Geneva. Họ đưa một chí sĩ Thiên Chúa giáo tên Ngô Định Diệm về lãnh đạo miền Nam. Họ giao lại toàn bộ binh lính, tướng tá người Việt là Việt Giang theo Pháp cho Ngô Định Diệm. Thì thử hỏi dân tộc Việt sao lại không nghi ngờ? Ngô Định Diệm theo đúng chương trình của ngoại bang là đưa ngay 1 triệu dân Bắc Thiên Chúa giáo vào Nam để làm hậu thuẫn cùng với viện trợ Mỹ và lực lượng binh lính tướng tá của giặc Pháp để lại, rồi lập ra cuộc chiến chống cộng. Quốc gia tức là ông Diệm và 1 triệu dân Bắc Thiên Chúa giáo và lực lượng binh lính tướng tá của giặc Pháp để lại là Việt Giang. Còn cộng là cộng sản, là tất cả những người chống giặc Pháp mà họ là cố tình gọi chung là cộng. Cộng chỉ cùng với dân tộc chống giặc Pháp ở 9 năm cuối cùng, trong khi dân tộc Việt chúng tôi chống giặc Pháp từ mấy trăm năm trước khi có cộng. Ông Ngô Đình Diệm làm dân tộc Việt phải nghi ngờ, nên nên họ phải vào bưng lập ra mặt trận giải phóng, tập kết ra Bắc, nhận súng đạn từ cộng để chiến đấu tiếp tục. Còn số còn lại thì không vô bưng hay tập kết gì cả, nhưng chống quốc và bị miệt thị là thành phần phản chiến, thành phần thứ ba. Phải theo quốc mà dấy lên cuộc chiến quốc cộng mới có chánh nghĩa hay sao? Mới là người quốc gia chân chính hay sao? Những năm đầu khi ông Diệm lãnh đạo miền Nam thì Việt Nam ở cả hai miền. Cuộc chiến chưa bắt đầu vì cộng chưa đủ thực lực và lại đang nghe ngóng xem ông Diệm treo bảng hiệu chống Pháp có thật hay không. Miền Nam 5 năm thanh bình 1955 đến năm 1960. Đến khi thấy ông Diệm chỉ là treo đầu dê bán thịt chó thì chiến tranh bùng nổ, và vì cộng cũng đã có đủ thực lực rồi. Nên nhớ rằng cha của Diệm là Ngô Đình Khả và ông nội đều là Việt Gian theo giặc Pháp và 1 triệu dân Bắc Thiên Chúa giáo vào Nam vì họ có nhiều nợ máu với dân tộc Việt. Đàn ông thanh niên thì đi lính cho giặc Pháp, đàn bà trẻ con thì sống trà trộn với dân thường và báo cáo với giặc Pháp qua cha cố Thiên Chúa giáo. Những thành phần chống Pháp, Ngô Đình Diệm không chỉ đơn thuần là người có công định cư cho 1 triệu dân Bắc Thiên Chúa giáo mà ông đưa họ vào Nam để làm hậu thuẫn quyền lực cho ông và nhân tiện cứu họ thoát khỏi sự trừng trị của những người chống Pháp, nhất cử lưỡng tiện. Như thế thì làm sao có thể tách ông Diệm ra khỏi công giáo? Chúng tôi, những người điều hành 3 diễn đàn, diễn đàn dân tộc tự do ngôn luận và dân tộc tự quyết, những năm trước đây đã đưa ra nhiều điện thư có nội dung tương tự điện thư này. Lúc thì lời lẽ mạnh bạo, lúc thì mềm dẻo, bởi chúng tôi tự biết rằng chúng tôi nay đã già, lực bất tòng tâm, sức cùng lực kiệt, không giúp gì được cho quê hương, đất nước mình, chỉ có thể làm được những công việc nhỏ mọn như đã và đang làm lâu nay trên các diễn đàn. Mong rằng dân tộc mình ý thức được những điều cần ý thức trong thời buổi nhiễu nhương này.
Mới đây, nghe thấy rằng ngoài một số nhỏ người Việt hải ngoại muốn nối chí họ Ngô và một nhóm thanh niên nào đó ở Việt Nam cũng vậy, chúng tôi cũng lo cho dân tộc thời hậu Cộng sản, bởi vì như thế lại có nội chiến. Thưa quý vị, cái chữ hậu Cộng sản của tác giả dùng, tôi nghĩ rằng tác giả muốn nói là nếu mà cái đám người này đó mà lật đổ chế độ hiện tại đó thì người thì tác giả gọi là hậu Cộng sản. Chúng tôi cũng lo cho dân tộc thời hậu Cộng sản, bởi vì như thế lại có nội chiến, vì dù sao cũng có nhiều người đã đổ xương máu ra cho hai màu cờ vàng đỏ. Đưa vàng ra thì những người theo đỏ chống, và đưa đỏ ra thì những người theo vàng chống, làm sao tái thiết đất nước trong khi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc lúc nào cũng rình rập. Việt Nam muôn năm. Đấy. Xin nhắc lại, chúng tôi đều là dân Bắc Kỳ di cư, cựu công giáo, và ai cũng có trên dưới 7 năm tù cải tạo sau 1975. Quý vị tin hay không cũng mặc và không quan trọng. Xin hết và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi, và gặp lại lần sau.